Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn làm món bánh bột mì. Gia nhà mình rất là thích món này, thế nên là hầu như tuần nào cũng làm một lần cho cháu ăn. Nguyên liệu thì gồm có bột mì. Đây các bạn có thể mua ở các siêu thị. Bột mì này. Một quả trứng. Trứng đây mình đã đập vào trong này. Trứng này thì có thể dùng trứng gà cũng được, trứng vịt cũng được. Và một nguyên liệu nữa đó là sữa. Sữa thì mình sử dụng sữa Ông Thọ, sữa đặc. Các bạn có thể sử dụng sữa tươi, sữa hộp kia cũng được, không sao. Cho sữa vào cho mùi thơm mà. Và một nguyên liệu nữa đấy là đường. Đường thì chắc chắn không thể thiếu rồi. Đường thì tùy vào sở thích của chúng ta, ăn đậm hay là ăn nhạt, ngọt đậm hay là ngọt vừa. Thì ở đây tôi đã sử dụng sữa đặc rồi, nên là đường thì tôi sẽ cho một lượng đường vừa phải thôi, không ngọt quá. Ngọt quá thì cộng với cả sữa nữa thì ăn sẽ rất là ngấy. Sẽ an toàn hơn cho nước lọc vào. Cho một lượng vừa phải và chúng ta sẽ đánh đều lên. Tôi lỡ tay cho hơi nhiều nước nên là giờ tôi phải thêm một chút bột. Không thì nó loãng quá, dáng sẽ không được. Không thành hình cái bánh. Ok rồi đấy các bạn. Tẩm đặc như này là vừa, nhưng mà chúng ta sẽ phải khoáng thật là lâu sao cho những cái cục bột mì này này nó tan ra hết. Chưa được bạn thấy không? Còn nhiều hạt bột nó chưa tan. Thì chúng ta sẽ đánh đến khi nào tan hết thì thôi. Rồi sau khi tôi đã đánh tan bột thì
chúng ta sẽ cần chuẩn bị tiếp theo đó là một chiếc chảo, và các bạn chú ý là phải sử dụng chảo chống dính thì bánh nó không bị dính xuống chảo nha các bạn. Và dầu ăn. Cho dầu vào chảo cho nóng lên. Và sau khi chảo đã nóng rồi, dầu đã bắt đầu sôi, thì chúng ta sẽ giảm lửa xuống để tránh bánh bị cháy các bạn. Giảm lửa xuống và chúng ta sẽ đổ bột vào để rán, tiến hành rán. Với số bột này thì tôi sẽ chia làm hai lần, hai cái bánh. Để cho bánh chín đều thì chúng ta có thể đậy vuông lại. Và chờ đợi. Ta kiểm tra xem bên dưới bánh nếu như mà đã chín và chín vàng vàng rồi thì chúng ta có thể lật cho mặt trên này cũng được chín vàng đều nhau. Thành lập bánh. Đây là bánh sau khi đã lật rất là vàng và
Ngon. Chúng ta lật và để cho mặt bên dưới cũng được vàng như thế này. Chín thì chắc là bánh chín rồi các bạn ạ. Tuy nhiên là để vàng thì sẽ ăn sẽ thơm ngon hơn. Tôi cho hơi nhiều dầu nên là có lâu vàng hơn một chút. Các bạn ạ, rút kinh nghiệm nha, cho ít dầu hơn thì sẽ bánh sẽ nhanh vàng hơn. Tôi đổ hơi quá tay rồi. Rồi sau khi mẻ bánh này đã chín vàng thì chúng ta vớt lên cho ráo bớt dầu. Ta sẽ lấy lên để cho nó vỏ bớt dầu, ăn rất là ngấy. Đã nhẽ ra thì tôi có một cái gác qua chảo này để cho nó vỏ dầu, nhưng mà bởi vì tôi làm ít, hôm nay làm ít nên là thôi chả cần. Tôi sẽ làm mẻ thứ hai. Đây các bạn ạ, mẻ bánh đầu tiên tôi đã thực hiện xong đây. Rất là thơm ngon phải không nào? Và tôi đang tiến hành làm tiếp mẻ thứ hai. Mẻ này thì chắc chắn là sẽ nhanh hơn bởi vì dầu thì đã được đun nóng từ nãy rồi. Nóng mà con, từ từ đã. Từ nữa mẹ lấy cho. Ô, bánh mì à. Nó bánh ngọt thế phải. Đây mẹ đang quay phim này. Mẹ đang quay phim đấy. Thôi. Mẹ ơi.
con có thủy lên chơi bây giờ. Từ từ là con nóng nhở. Mẹ ơi, cháu điện máy sao con Tuyết không thương? Đây các bạn, mẻ thứ hai tôi để lửa hơi to. Đây. Thế là tôi đã hoàn thành xong hai mẻ bánh cho con trai tôi. Mẹ bật cái điện kia lên, tối om thế. Đấy. Đây, con trai của tôi rất là thích ăn bánh này. Xin chào các bạn. con nhận xét nào cho mọi người biết nào. Bánh của mẹ làm như thế nào, ăn như thế nào? Nóng hay không? Nóng. Có vị như nào? Rất là gì nhỉ? Ngọt đúng không? Thơm của sữa với lại trứng đúng không? Và ăn rất là ngon. Mẹ ơi, vẫn còn nóng mà. À, vẫn còn nóng bởi vì mẹ vừa rán xong. Lát nữa nguội thì con ăn. Đây là sản phẩm của tôi các bạn ạ. Cái mẻ thứ hai hơi cháy hơn một chút nhưng mà không sao, cũng vẫn rất là ngon. Tạm biệt các bạn nhé. Hy vọng các bạn cũng có được những món ăn ngon vào các ngày cuối tuần. Hẹn gặp lại.